Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân đạt 37% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và đạt 36% vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Chỉ có một nguồn vốn giải ngân vượt kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là nguồn thu từ sổ số kiến thiết đạt 110%. Các chương trình dự án còn lại chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Năm 2024, số vốn đầu tư công đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua là trên 3.760 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 270 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và đạt 7% vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi tiết đến từng dự án. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân đạt 14% so với số kế hoạch vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Vốn ngân sách trung ương, vốn trong nước giải ngân đạt 1% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân. Vốn nước ngoài ODA giải ngân đạt 1%. So với trung bình cả nước, quý 1 năm 2024, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp so với trung bình của cả nước ước đạt 13%. Nguyên nhân là do một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Bên cạnh đó, năm 2024, kế hoạch vốn chủ yếu bố trí cho các dự án chuyển tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân ở những dự án này đạt kết quả rất thấp. Chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân do số vốn giải ngân của các chương trình thuộc kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2023 sang 2024. Những dự án sử dụng vốn nước ngoài ODA chưa thể giải ngân do gặp vướng mắc trong việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cùng với đó, nhiều dự án gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Một số dự án chưa chủ động hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu và thanh toán. Thực tế, những khó khăn vướng mắc về thể chế vẫn ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân các dự án. Có những vướng mắc đã được nhận diện tồn tại từ lâu như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những vấn đề vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Một là cái việc thuộc bài, hai là cái cơ chế phối hợp là nó chưa tốt. Dẫn đến cái việc mà giải ngân đầu tư công của chúng ta, cái cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, các địa phương, các chủ đầu tư là nó không chặt chẽ. Nên là nó cứ lòng vòng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Để lập cái thủ tục để mà báo cáo Thủ tướng chuyển đổi mục đích đất rừng và đất lúa thôi, mất rất nhiều thời gian. Cả nước vẫn có tỉnh giải ngân rất là cao. Nhưng mà trong địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng có địa phương giải ngân rất là cao, ví dụ như Lương Sơn chẳng hạn. Cơ bản các nguồn vốn của 2023 là đều giải ngân hết 100%. Trong khi có những địa phương tôi nói công chí giải ngân rất là thấp. Nên là cái việc đấy tôi nói công chí đánh giá nhìn nhận lại và chúng ta phải khẳng định là tổng cái đầu tư ngoài nhà nước báo cáo công chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ấy chỉ có 12.000 tỷ thôi. Nhá, trong khi đầu tư công của chúng ta là hơn 10.000 tỷ. Các công chí thấy là cái nguồn lực nhà nước đầu tư cho chúng ta rất là lớn và ba cái chương trình mục tiêu quốc gia thì báo cáo công chí là cũng rất là lớn. Để chúng ta thấy rằng là cái đầu tư nhà nước rất là bài bản, rất là tập trung và đều có mục tiêu hướng đến cả. Chúng ta phải có trách nhiệm với cái việc mà sử dụng các cái đồng vốn của nhà nước để mà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, để mà có tăng trưởng, có giải quyết việc làm, có thu nhập cho người lao động. Về nhiệm vụ thời gian tới, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác giải ngân vốn đầu tư công, chỉ bàn làm, không bàn lùi, các chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Chúng ta phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, thực hiện quy hoạch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Báo cáo đồng chí cái này là tính dài hơi. Quy hoạch chúng ta có rồi. Và để triển khai cái quy hoạch này thì theo yêu cầu của luật chúng ta phải có một cái kế hoạch để triển khai thực hiện quy hoạch và phải trình Thủ tướng Chính phủ. Và trên cơ sở đấy thì báo cáo đồng chí là tiếp tục thực hiện công tác lập, rà soát, điều chỉnh các cái đồ án quy hoạch, xây dựng, khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của năm 2024 cấp huyện để triển khai các thủ tục về đất đai.
để triển khai các cái dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hòa Bình. Ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả đề án phân cấp quản lý nhà nước một số ngành lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cái này là ban cán sự ban tỉnh đã làm và ủy ban tỉnh đang chỉ đạo triển khai thực hiện. Thì cái phân cấp phân quyền giữa ủy ban dân tỉnh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh đối với ủy ban dân cấp huyện và chủ tịch ủy ban dân cấp huyện nó rất quan trọng. Đấy, cho nên chúng ta ủy quyền cái xác định cái giá đất để bồi thường giải phóng bằng giao cho cấp huyện nó rất là nhanh không chị ạ. Thế bây giờ những cái việc nào thủ tục mà ủy quyền được thì tôi đề nghị ban cán sự ủy ban tỉnh là tiếp tục lãnh đạo ủy ban tỉnh để mà nghiên cứu để mà phân cấp ủy quyền mạnh nữa cho cơ sở, tháo gỡ cái thủ tục hành chính cho các địa phương. Lồng ghép và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ba cái chương trình mục tiêu quốc gia thì nguồn vốn này là phục vụ trực tiếp cho địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa và bà con nhân dân của chúng ta. Và tôi cũng đề nghị chỗ này là ban cán sự ban tỉnh, lãnh đạo ban tỉnh để rà soát lại, đã có kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy liên quan đến cái xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các sở ngành và các chủ đầu tư đối với việc giải ngân đầu tư công. Ban thường vụ huyện ủy cũng phải ngồi lại với lãnh đạo ủy ban nhân các huyện thành phố để mà rà soát lại xem nó vướng cái gì, để cùng đôn đốc tháo gỡ khó khăn rồi kịp thời báo cáo với lãnh đạo tỉnh cái gì nó thoái thẩm quyền, rồi phối hợp với các sở ngành để chúng ta triển khai thực hiện. Trách nhiệm giải ngân đầu tư công là của cả hệ thống chính trị, chủ đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phải tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường liên kết vùng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai tài nguyên, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công ít nhất 50%, đến ngày 30 tháng 9, giải ngân được ít nhất 70%, đến 30 tháng 11, giải ngân đạt 90%, và đến 31 tháng 1 năm 2025, phải hoàn thành 100% nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.